Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh làm đẹp của Quyên. Ngày Tết sắp đến rồi và ai cũng thích mặc chiếc áo dài đúng không nào? Ngay cả Quyên cũng có một chiếc áo dài tủ để mặc vào trong ngày Tết này. Với phong cách trang điểm của năm nay thì các bạn đã chọn được cách trang điểm nào để mặc trong những ngày Tết hay chưa? Đối với Quyên thì Quyên gợi ý là phong cách trang điểm gam mắt màu đỏ có chút ánh kim và môi đỏ thắm. Với phong cách trang điểm này thì chúng ta có thể đi chúc Tết, đi dạo phố cũng như là đi chụp hình Tết. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu ngay nhé. Với cushion, cũng như mọi khi, Quyên sẽ dùng cushion của nhà Apple với số là 23 phù hợp với da của người Việt Nam. Quyên lấy một lượng phấn vừa phải lên chiếc bông, sau đó dặm ở dưới hai bên dưới mắt, rồi sau đó là thoa lên trán và là xung quanh gương mặt. Ở dưới hai bên môi và dưới cánh mũi thì Quyên sẽ thoa rất là kỹ hơn một chút. Ở bên trán và sâu trong chân tóc cũng như là phần hai bên tai các bạn cũng chú ý đánh kỹ nhé. Bởi vì là mình muốn gương mặt của mình sáng đều. Và đặc biệt đừng quên phần cổ cũng như là ở ngay dưới gương mặt. Với môi thì là Quyên sẽ đánh kỹ hơn một chút. Bởi vì bên môi Quyên thì có nhiều khuyết điểm. Nếu bạn nào có nhiều khuyết điểm vùng nào có cần lấy cọ thấm một chút cushion, sau đó là tán đều lên những cái vùng đó. Ở đây thì Quyên đang tán lên ở dưới cánh mũi, ở một chút ở dưới hai mắt và xung quanh môi nữa. Các bạn thấy không, chỉ với một lớp cushion thôi, không cần quá nhiều lớp trang điểm thì chúng ta vẫn có một lớp nền khá là hoàn hảo cho ngày Tết hoặc ngày thường đi chơi hoặc bất cứ dịp nào. Quyên rất là yêu thích cái sự hoàn hảo của cushion này. Tiếp theo là tới chân mày. Ở đây thì chân mày Quyên sẽ dùng bảng chân mày của Focolor. Bảng này thì nó có màu nhạt, màu trung và màu đậm. Vì Quyên thích màu đậm cho nên là Quyên sẽ dùng màu đậm trước. Với cái gam màu này thì Quyên sẽ dùng cọ chấm một ít màu, đánh từ giữa chân lông mày kéo xuống dưới đuôi lông mày. Tán hết màu thì chúng ta sẽ lấy phần cọ còn lại, phần màu còn lại để mà tán ra đầu chân mày. Sau đó Quyên sẽ dùng cọ tròn để mà vuốt nhẹ những cái sợi lông chân mày cũng như là làm cho bộ chân mày được tán đều ra. Để chân mày được sắc nét hơn thì Quyên sẽ dùng cọ che khuyết điểm, thấm một ít cushion, sau đó là tô ở ngay dưới mắt cũng như là ở trên phần chân mày. Như vậy thì chúng ta vừa có hiệu ứng là tạo khối, vừa có hiệu ứng là giúp chân mày được sắc nét hơn. Với phong cách trang điểm màu đỏ ngày hôm nay thì Quyên sẽ dùng hai màu mắt thôi. Đầu tiên sẽ là gam màu hồng đào có chút anh nhũ. Quyên dùng cọ tán đều gam màu hồng này lên khắp bầu mắt. Một bí quyết là khi chúng ta kéo màu mắt thì chúng ta sẽ kéo từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, hướng về phía đuôi lông mày. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái khuôn bầu mắt khá là hoàn hảo và khi chúng ta đánh khối sau đó thì sẽ tạo được cái hốc mắt rất là... Cũng với cái gam màu hồng đó thì Quyên sẽ dùng một chiếc cọ nhỏ hơn để đánh dưới bầu mắt. Lớp màu tiếp theo Quyên sẽ dùng cái màu đỏ nhất trong bảng màu. Bảng này cũng hơi một chút anh nhũ nha các bạn. Quyên sẽ đánh nhiều ở dưới đuôi mắt, khoảng 2/3. Quyên tán khá là nhiều màu bởi vì sau đó chúng ta sẽ dùng một cái cọ tán để mà tán đều cái màu này ra. Thường thì Quyên sẽ chậm chậm hoặc là Quyên sẽ tán theo chiều xoay tròn. Như vậy thì màu nó sẽ tán đều và không tạo thành những cái đường kẻ. Một chút màu như vậy thì Quyên sẽ lấy một chút màu đỏ để mà kẻ khoảng 1/3 dưới bầu mắt từ trong ra ngoài. Tiếp theo là Quyên sẽ bấm mi. Trước khi kẻ eyeliner thì Quyên sẽ bấm mi trước, sau đó là tới eyeliner và tới mi giả. Như vậy thì khi chúng ta chải mascara nó sẽ hòa thành một. Với eyeliner thì Quyên dùng Cosmo Monster. Loại này là waterproof nha các bạn và rất là dễ kẻ. Quyên sẽ kéo một đường thẳng từ dưới đuôi mắt xuống dưới đầu mắt. Với cách kẻ từ đuôi mắt tới đầu mắt như vậy thì chúng ta sẽ giữ được sự cân bằng của hai bên. Hôm nay thì trang điểm Tết nhẹ nhàng nên là Quyên sẽ chỉ kẻ một đường rất là nhẹ thôi. Cũng với cái eyeliner đó thì Quyên sẽ kẻ một hàng mi dưới. Thì cái hàng mi dưới này sẽ xen kẽ với mi thật. Như các bạn thấy đó, khi mà kẻ mi dưới xen kẽ thì chúng ta sẽ thấy mắt long lanh hơn, to hơn mặc dù chúng ta chưa cần gắn mi giả.
Tiếp theo là mi giả, thì hôm nay Quyên chọn loại mi giả không quá dài nhưng mà nó có độ dày, để khi mà chúng ta đi gặp họ hàng hay gia đình thì mắt chúng ta vẫn long lanh nhưng mà nhìn không có quá lố. Khi nào mà các bạn chụp hình Tết mặc áo dài thì chúng ta có thể chọn mi giả dài hơn, còn ngày hôm nay thì Quyên chọn mi giả ngắn hơn. Sau khi gắn mi giả xong thì Quyên sẽ bấm mi và chút mascara. Bấm mi sau khi gắn mi giả sẽ giúp cho mi cong hơn và không bị sụp. Đồng thời mascara sẽ giúp cho mi thật và mi giả hòa cùng làm một. Với má hồng, Quyên sẽ dùng Focolor màu má hồng ngọc trai, rất là dễ thương nha các bạn. Quyên sẽ dùng cọ má hồng nhỏ và đánh ở ngay bên dưới mắt, kéo ra hai bên gò má. Cách đánh này giống như là giúp đôi gò má ửng hồng như cô nàng Hàn Quốc vậy đó. Quyên rất là thích phong cách trang điểm Hàn Quốc bởi vì nó khá là phù hợp với lại người Việt Nam. Vừa đánh khối và highlighter thì Quyên chọn Etude House Selfie Kit với lại 4 thanh màu rất là dễ đánh. Đầu tiên là cây đánh highlighter, Quyên sẽ kẻ ở ngay trên phần gò má. Sau đó là sẽ có một chút ở trên phần trán theo hình tam giác và sống mũi, ở dưới cằm một chút. Sau đó Quyên sẽ dùng cây cọ có sẵn để mà tán đều ra. Tiếp theo là phấn tối. Với phấn tối thì Quyên sẽ đánh sống mũi, ở dưới canh mũi và hai bên gương mặt. Đối với những gương mặt dài như mặt của Quyên thì Quyên hay đánh ở dưới cằm và sau đó tán ra để giúp gương mặt trông đỡ dài hơn. Còn với những bạn gái mà có sở hữu gương mặt tròn hay là gương mặt trái xoan thì chúng ta không cần làm bước này nhé. Sau khi mà nhìn chính diện hoặc là nhìn ở bên hông thì chúng ta sẽ không có thấy một cái đường phấn quá rõ. Nó sẽ hòa vào với cái khối của gương mặt và giúp gương mặt trông thon gọn và ngắn hơn một cách tự nhiên. Ngày hôm nay với son thì Quyên sẽ dùng son Inkblot màu nâu da. Đây là son kem lì nha các bạn. Với thỏi son kem lì này thì nó có đầu cọ rất là dễ đánh. Chúng ta không cần phải kẻ viền môi trước cũng như là dùng cọ như là son thỏi. Quyên sẽ đánh ở môi dưới trước và sau đó kẻ một cái đường thật là sắc nét. Loại son kem lì này sau khi kẻ lên thì khoảng 2 đến 3 phút thì sẽ khô và thấm vào da, tạo được một lớp lì. Tiếp theo Quyên sẽ đánh phần môi trên và cố gắng kẻ ở cái phần môi trên thật là sắc nét và vừa vặn với khuôn môi của mình. Nếu các bạn muốn đôi môi dài hơn, các bạn cũng có thể kẻ tràn lên vì môi một chút nhưng mà không quá nhiều nha. Trong thời gian đợi son khô thì Quyên sẽ che các khuyết điểm ở xung quanh môi bằng cushion. Với lớp son tiếp theo thì Quyên chọn Maybelline Daring Ruby 970. Quyên luôn luôn pha hai màu son với nhau. Nếu chúng ta chọn son kem lì tươi hẳn sẽ ít khi lên màu và đúng với cái màu mình yêu thích. Cho nên Quyên luôn luôn chọn son kem lì màu da hoặc màu nâu và sau đó tô thêm một lớp màu đỏ. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần trang điểm mắt màu đỏ và với môi đỏ. Với các trang điểm như Quyên vừa hướng dẫn thì các bạn có thể yên tâm đi chơi cả ngày mà không bị trôi son cũng như là trôi màu mắt. Bởi vì chúng ta đã có lớp cushion bảo vệ rồi và màu son này cũng sẽ rất là bền màu. Hãy chia sẻ với Quyên nếu như các bạn có những hình ảnh đẹp và trang điểm theo phong cách này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.